hoặc biệt thự vi phạm ở Hòn Trớ, không tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế. Giá rau màu tăng mạnh. Chàng trai 8X sưu tầm nhiều giống hoa lạ giá bạc triệu. An Giang bắt đối tượng sát hại bé gái trên núi. Câu chuyện độc đáo hôm nay đổi đời với mô hình trồng rau má thủy canh. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD Nha Trang phải lập phương án tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm tại dự án khu biệt thự Nha Trang Sea Park ở khu Hòn Rớ, xã Phước Đồng, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế. Theo quy định, các biệt thự thuộc dự án khu biệt thự Nha Trang Sea Park nằm trên khu vực đồi núi Hòn Rớ này chỉ được phép xây dựng tối đa 3 tầng. Thế nhưng có 5 trên 6 chủ biệt thự đã xây có hành vi vi phạm. Một trong các biệt thự vi phạm là biệt thự BT03-14 mới bị sạt lở trong một cơn mưa vào ngày 27 tháng 10 vừa qua. Thành phố Nha Trang đã yêu cầu Công ty HUD Nha Trang phải khẩn trương gia cố các khu vực có nguy cơ sạt lở, khắc phục sự cố thiệt hại tại biệt thự BT03-14 đã bị sạt lở. Đồng thời, trước ngày 30 tháng 11 năm 2021, Công ty HUD Nha Trang phải hoàn thành việc tháo dỡ phần vi phạm tại tất cả công trình biệt thự đã vi phạm quy hoạch xây dựng của dự án đã được phê duyệt, không để xảy ra sạt lở tiếp. Xin chuyển sang thông tin khác. Sau đợt giãn cách xã hội vừa qua, nhiều nông dân trồng rau màu ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã kịp phục hồi sản xuất. Nay thu hoạch bán với giá tăng gấp đôi, gấp ba, bà con cảm thấy phấn khởi. So với tháng trước, thì rau cần tây tăng giá gần gấp 3. Đa số bà con trồng loại rau này xen với một số loại rau ưa nước, nhẹ công chăm sóc. Khi giá cao, nhiều hộ bắt đầu thu hoạch mà vẫn không đủ bán. Gieo cái phụng vô đó rồi giống như là gieo cái phụng này ăn trước. Cái rau cần này mình gửi sau này nè, sang kẻ nhau, nó được nhiêu cũng nhờ vậy đó. Bây giờ là giá hiện vừa mua vô là 30 ngàn. Từ đây đến cuối năm, Mỹ Xuyên còn hơn 20.000 tấn rau màu sẽ cho thu hoạch. Nếu đà tăng giá như hiện nay, thì đây là tín hiệu vui cho bà con. Cái này cũng tốn ít, tiền công mình, chi phí ít, chủ yếu tưới nước với nhổ cỏ, tại salad, cái mười mấy ngàn đó, có giá vậy là được rồi. Toàn huyện Mỹ Xuyên có 15 điểm thu mua rau màu được tiêu thụ tại địa phương và cung cấp cho các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Giá rau màu lúc tăng cao, lúc xuống thấp, dù vậy bà con vẫn ổn định diện tích mỗi năm gần 7.000 hecta. Nhờ chịu khó sưu tầm, tìm tòi các giống hoa mới mà anh Lý Lợi, 36 tuổi, ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã sở hữu nhiều giống hoa mới lạ, giá bán cao gấp hàng chục lần so với những giống thông thường mà vẫn được nhiều người tìm mua. Giống hoa mới nhất anh đang sở hữu là hoa trang Phụng Hoàng Lửa. Điểm đặc biệt của giống hoa trang này là cây ra hoa quanh năm, các cánh hoa không lên thẳng mà uốn cong lại. Hoa có màu đỏ như lửa nên được gọi là Phụng Hoàng Lửa. Hiện tại các cây con chỉ bằng một gang tay, giá bán 250.000 đồng. Riêng những cây có chiều cao gần 1 mét, giá bán lên đến vài triệu đồng tùy vào kích thước và độ lớn. Ngoài giống hoa mới này, trước đó anh Lợi cũng sưu tầm và nhân giống thành công hai loại trang lạ là Phụng Hoàng Kim và Phụng Hoàng Cam. Hoa có màu sắc khác lạ, xen cả đỏ lẫn vàng, giá bán cũng cao ngất ngưỡng. Trước đó anh Lợi cũng là người tìm tòi ra nhiều giống hoa độc lạ khác như Cúc Hỏa Châu, Trang Cẩm Thạch, Râu Mèo Cẩm Thạch, Lai Thái. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ekip của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy ra một khối tóc nặng gần nửa ký nằm trong dạ dày của bé gái 7 tuổi. Cháu bé 7 tuổi ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, được ekip y bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi phẫu thuật mở dạ dày để lấy dị vật là một khối tóc nặng gần nửa ký. Ca phẫu thuật hơn 30 phút diễn ra thành công. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé ổn định. Trước đó, cháu bé được gia đình đưa đến bệnh viện khám vì có dấu hiệu đi cầu không tự chủ, sóng phân. Qua siêu âm, phát hiện cháu có khối u lớn ở vùng thượng vị.
Sau khi nội soi và kiểm tra kỹ, các bác sĩ khẳng định khối u trong dạ dày bệnh nhi là khối tóc lớn, chiếm gần hết dạ dày. Bệnh nhi được chẩn đoán mắc chứng Rapunzel, thích ăn tóc. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Phước Tân, 39 tuổi, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong lúc ăn nhậu tại nhà người quen tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Tân quen biết với anh Nguyễn Hải Đăng và cháu gái 12 tuổi, con gái anh Đăng. Ngày 6 tháng 11, Tân nói với bé gái sẽ mua điện thoại cho bé để học online. Sau đó Tân điều khiển xe chở bé gái đến khu vực An Hảo, huyện Tịnh Biên rồi thuê nhà trọ ngủ. Sáng hôm sau đi nhậu cùng một số người bạn rồi sau đó chở bé gái về. Trên đường đi, bé gái đòi mua điện thoại và khóc. Tức giận, Tân chở bé gái đến khu vực ấp Núi Két, xã Thớ Sơn, huyện Tịnh Biên, sau đó dẫn lên núi rồi giết. Tại cơ quan công an, Tân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Được biết, Tân từng có một tiền án 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị mất trộm một chiếc xe ba gác máy. Sự việc được camera ghi lại. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 7 tháng 11, có 4 người đi trên 2 xe máy trên đường Hương Lộ 80 thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh phát hiện một chiếc xe ba gác máy không người trông coi nên tiếp cận. Sau đó, người trong nhóm đã nổ máy, lấy xe ba gác máy chạy đi. Được biết, xe ba gác máy bị mất trộm trên là của một người đàn ông 29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh. Chiếc xe này được mua khoảng 4 tháng nay với giá hơn 70 triệu đồng. Công an thành phố Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Tuấn, 64 tuổi, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ông này nguyên là trưởng phòng tiếp công dân thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, thư ký Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu, đến nhà ông Tuấn để giao các văn bản của Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Vừa thấy bà Ngọc, ông Tuấn liên tục chửi mắng, nói lời xúc phạm và cả những người đang làm việc tại Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Ông này cũng không nhận các văn bản do thư ký tòa án đưa đến. Bà Ngọc thông báo nếu ông Tuấn không nhận sẽ lập biên bản và sẽ niêm yết các văn bản này ở trước nhà ông Tuấn, đồng thời lập biên bản về việc niêm yết văn bản trước sự chứng kiến của bà tổ trưởng tổ dân phố. Khi bà Ngọc đi về, ông Tuấn chạy theo chửi mắng, tát vào mặt bà Ngọc. Trước đó, tháng 10 năm 2011, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Tuấn lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt ông Tuấn 4 năm tù về tội danh trên. Thưa quý vị, rau má từ lâu được biết đến là một loại rau dân dã. Ngoài là thức ăn, rau má còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nên được dùng nhiều trong y học. Thấy được tiềm năng từ loại cây này, một kỹ sư nông nghiệp ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã nghiên cứu và thành công mang cây rau má từ đất lên giàn trồng theo phương pháp thủy canh, thu về hiệu quả cao. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện này quý vị nhé! Vườn rau má trồng theo phương pháp thủy canh rộng 700 mét vuông này của anh Võ Thanh Beo ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Vốn là kỹ sư chuyên ngành nông học nên anh Beo đặc biệt có niềm yêu thích và nghiên cứu nhiều loại cây trồng. Lúc đầu thì cái cây rau má tôi đưa lên trồng thủy canh nghiên cứu thì nó không thích nghi được. Là phải nghiên cứu là một cái công thức, cái dinh dưỡng riêng biệt cho cây rau má. Thì lúc đó là tôi phải nghiên cứu gần cả năm trời mới xong cái dưỡng chất cho cây rau má. Thì khi mà đưa ra thử nghiệm một cái diện tích đó, lúc đó tôi có cái diện tích là khoảng 100 mét vuông là ở phường 6. Thì tôi làm thành công xong, bắt đầu tôi mới đưa cái cây rau má này nhân rộng ra cái mô hình của mình. Nếu trước kia cây rau má trồng ở đất theo phương pháp truyền thống chỉ có thể thu hoạch được lá, thì giờ đây khi trồng theo phương pháp thủy canh, anh Beo còn có thể thu hoạch được cả dây, củ và rễ. Thưa quý vị, hiện tại trên tay tôi là một cây rau má được trồng theo phương pháp thủy canh. Điều đặc biệt của phương pháp này là khi trồng thủy canh, rau má sẽ có lá dài từ 20 đến khoảng 30 cm. Và người nông dân còn có thể tận dụng được phần dây rau má này
một trong những điều mà trồng theo phương pháp truyền thống khó mà có thể mà thu hoạch được. Không những tăng sản phẩm thu hoạch được mà việc trồng theo phương pháp thủy canh còn giúp nhà vườn tiết kiệm diện tích trồng và tránh khả năng nhiễm sâu bệnh vì được trồng trong nhà kính. Cái rau má thủy canh này thì nó có nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất á, thì mình chỉ cần lên giống một lần thôi là mình có thể là thu hoạch dài dài tới. Khi nào mà cái cây nó hết khả năng mà nó nảy chồi nữa thì mình thay cây mới. Mình có thể quản lý được dịch bệnh trên cây rau má, tiết kiệm được cái diện tích. Ví dụ như cái diện tích tôi trồng là chỉ có 700 mét vuông thôi mà nó sẽ tương đương tới 7.000 mét vuông đất mặt phẳng. Ngoài ra, khi trồng theo phương pháp thủy canh, nhà vườn còn chủ động quản lý được hàm lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng, giảm thiểu sự hao hụt, hạn chế được hàm lượng kim loại nặng trong đất, từ đó tăng được chất lượng của cây. Bên Hội Nông dân tỉnh có mời tôi tham gia một cái hội chợ ô cốp. Lúc đó tôi mới vừa nghiên cứu, vừa làm thôi. Thì tôi làm, họ mới kêu là cái mô hình này rất hay và lạ, cho nên là kêu tôi đem cái mô hình đó ra trưng bày. Tôi chỉ bán rau má tươi với nước rau má thôi. Thì bắt đầu là cái những người ta đi hội chợ đó, họ thấy thích ứng, thấy cái rau má ngon, bắt đầu là họ mới kêu là cố gắng phát triển mạnh lên. Cho nên tôi mới phát triển cho tới bây giờ để cho cái cây rau má mình nó đưa ra cái thị trường nó tốt hơn. Mỗi ngày, vườn anh Bèo tiêu thụ khoảng 100kg rau má tươi. Mỗi kg được bán với giá 30.000 đồng. Trung bình mỗi tháng, từ việc bán rau má tươi, anh Bèo thu về khoảng 90 triệu đồng. Trong thời gian sắp tới, anh Bèo dự định sẽ mở rộng diện tích trồng trọt để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuoitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!